mình nhìn xe qua ta tưởng mình kêu là Phúc Bắc Cầu, mình kêu là Sa Đăng hả? Sa Đăng bên em là tiên nữ. Trời ơi. Đổi bài, bài này là có từ có chị luôn. Có chị không? Có chị luôn. Bài này phải ngọt ngào nha. Ê Quang, cái thằng mất dạy, cái thằng kia. Ê, thằng nào mình ơi? Mày nói ai âm binh? Hả? Ý là cái bài nó viết là âm binh thì chở về tháng 7. Lời nó, lời nó không có mất tiền mua. Mình lừa lời mà nói cho vừa lụng nhau. Ok, ok. Ngọt liệm lên nè. Okay. Em tả một cái khung cảnh nào đó đẹp thơ mộng về chị đi, cho mọi người ta yêu mến em nhiều hơn. Thôi, em rap luôn. Em rap luôn. Chín mươi lăm kg là ngay liền. Ê, quên chưa gì hết luôn. Kìa, 95 kg là con này nè. 95 kg. Bà liên, bà bình tĩnh. Liên, lại đây bình tĩnh em. Nè, người ta nói tụi bay 95 kg là bà, còn nó là 200. Quên. Dạ, quý thưa Khoan. Sơn Kỳ Chi ra đây luôn em. Dạ, kính thưa quý vị. Quý vị đang thấy qua ba người đẹp này được nhà nước mệnh danh là con ba con cắm sú nha luôn. Cái gì vậy má? Trời ơi là trời. Nó quá tao không cắn nha. Khán giả nó hết trời. Hết giờ rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ, thôi bây giờ em chỉ nào nhanh nhanh đi. Lâu rồi em biết khán giả đang trông chờ em hò đúng không? Đã nói là bây giờ là bạn gì mà hò một cái nó không quay làm cầu không nhả xuống nữa. Sau bình tĩnh lên để chị hò. Mày khùng dữ vậy nè. Thôi, dùng nhạc em bỏ. Dùng gì đây, mấy 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 gì đây. Cá khô ăn muối cá khô, có cái cha mẹ chăm trường con ưu.
Dạ kính thưa quý vị, con số 7 là một số đợt giải, quý vị vô lòng tham và bỏ ra vé nha quý vị nha. Rồi ai kênh con số 7 mời quý vị bước lên để chúng em xin phận để phục vụ cho quý vị. Rồi xin quý vị đại quan và số và sẵn nhé, chấp xin được đọc tin sầu là có bình trang đọc cả con số 7 cho quý vị nha. Rồi em ơi, em đứng xong rồi đứng hưởng tay em rồi lên đây chị giờ muốn xem. Rồi cảm ơn em. Và bây giờ tấm vé màu xanh dòng loại 180. Và đúng dòng loại số 7 vừa chưa ra có 1 222 có 2 34 có 3 và cùng là 58 58 đúng 4. Và mời quý vị dừng xa đại diện một người lên kiểm tra tấm vé 4 con manh. Nếu quý vị tin tưởng mà phé cùng bỏ banh vào đồng cầu là xin trao tổng hợp ra bên ngoài. Rồi. Rồi còn ai cân trùng con số này nữa quý vị, tại vì một lát nữa quý vị mà lên thì chúng em sẽ không chịu trách nhiệm nữa nha quý vị nha. Rồi bây giờ chủ nhân may mắn đã về chỗ rồi, thì ngay từ bây giờ trở lại cái dòng loại là 20.000 đồng để phục vụ cho quý vị. Thì mong quý vị đã thương thì thương cho chót, mà gọt thì gọt cho trơn, bào thì bào cho láng, đừng làm sụp dưa sụp dừa. Chúng em tội nghiệp chúng em đó nha quý vị. Những chương trình trong đêm này chúng em phục vụ cho quý vị rất là hấp dẫn để làm hài lòng toàn thể quý vị ở đây. Và bây giờ và thời điểm này là vô thời điểm cao cấp, quý vị đang đến rất là đông, mong quý vị chỗ ngồi của mình giữ trở lại và mỗi người ngồi và phụ nữ quý vị mỗi người một tấm vé trên tay để một dòng loại chúng em sổ xuống nhanh lẹ cho quý vị khỏi chờ đợi lâu. Đúng rồi nha quý vị nha, và ngay bây giờ không để sự lớn động, mong là xin mời quý vị quay trở lại với chương trình. Đó là đi em nghe nói cả mong xa lắm ô vui cùng bằng đồ chỉ có bờ sông dắt đò em đứng mình ở vô ương duyên dáng với khách làng nhà thương Cà Mau em ao mới về Cà Mau mỗi tình dầm năm 25 25 25 25 bốn gì ra bốn gì ra bốn gì đây xin chào đừng chấn tâm
tên xin dừng xe. Chọc vào phòng em. Gà xin cứ điền, khoan rồi xé bỏ lá vé. Tránh tình trạng gật xin sổ, mình còn mấy chiếc để dò lại.